Ông Nguyễn Phú Trọng viết thư để chuẩn bị đại hội lần thứ 13 nói rằng kinh tế của Việt Nam tăng trưởng vào hàng nhất trên thế giới, tin đến từ Việt Nam. Đài VOV ngày 31 tháng 8 năm 2020 đã loan tải bài viết giới thiệu do chính ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam là tác giả. Bài viết nói về việc chuẩn bị tiến hành đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản. Nội dung của bài viết có đoạn nói rằng, mặc dù thế giới đang rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch gây ra, nhưng Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao với con số là 6%. Tốc độ tăng trưởng này đã đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực và thế giới. Dù hàng loạt công ty phá sản, hơn 30 triệu người bị thất nghiệp hoặc là giãn việc, 90 triệu người dân bị giảm thu nhập, nhưng trong bài viết của VOV giới thiệu là của ông Trọng vẫn nói rằng chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được cải thiện, kinh tế vẫn ổn định, năng lực sản xuất kinh doanh thì tăng mạnh. Vì vậy, đời sống của người dân Việt ngày càng được nâng cao, tỷ lệ người nghèo giảm mạnh. Không chỉ kinh tế mà ngay cả việc các thế lực thù địch chống phá nhà cầm quyền cũng được ông Trọng đánh giá là có cường độ mạnh hơn so với những năm trước. Bài viết được VOV giới thiệu là của ông Trọng đã làm cho dư luận cảm thấy hài hước. Trong khi hàng triệu người dân đang bị thất nghiệp, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Cộng sản, đã buộc phải mị dân bằng cách tuyên truyền, đưa ra gói cứu trợ dịch đợt 1 là 62.000 tỷ đồng và gói cứu trợ dịch đợt 2 là 90.000 tỷ đồng. Thế nhưng ông Trọng vẫn ca ngợi là kinh tế phát triển vào hàng đầu trên thế giới.